Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Vlog của Lát nha. Thì ngày hôm nay Lát gặp một cái trường hợp khá là hay khi mà mình đi bảo dưỡng xe ở bên B2A Vũ Long á. Thì cũng lâu rồi Lát không có làm vlog nào mới hết. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái vlog mà ngồi ngói tại chỗ thôi. Tại vì hiện tại bây giờ tình hình dịch bệnh đang khá là căng, cho nên mình không có chạy lông nhông ngoài đường được. Nó sẽ gây ảnh hưởng khá là nhiều và cũng khá là nguy hiểm. Thì qua đây thì anh em nhớ lưu ý, gọi là nhớ đi ra ngoài đường, nhớ đeo khẩu trang, rồi nhớ rửa tay sát khuẩn kỹ nha. Nếu không, đó cũng là khuyến cáo của nhà nước mà, anh em nhớ làm theo nha. Rồi quay về vấn đề chính, thì ngày hôm nay là vô tình là tôi đi bảo dưỡng con xe. Rồi thì ở bên B2A Vũ Long á, thì mình mới có nhận được, thấy là có một cái trường hợp khá là hay. Đó là cái anh chủ xe này, ảnh đi ra ngoài, ảnh được, ảnh sửa xe. Thì ảnh nói là cái xe cam, xe của ảnh nó kêu. Nghe cái chỗ xe cam nó kêu dữ quá. Thì ảnh mới đi sửa một cái tiệm khác. Rồi ảnh bưng về, sau một thời gian chạy thì ảnh bưng về bên đây. Thì nó xảy ra một cái lỗi cực kỳ nghiêm trọng. Xíu nữa thì nó sẽ nằm ở trong cái clip sau, thì anh Duy anh sẽ giải thích cho anh em nhiều hơn, thì anh em nhìn vô nó cũng dễ hiểu hơn. Thì nhân tiện qua đây thì Lát cũng muốn chia sẻ với anh em đó là mỗi khi mà anh em đi sửa xe ở đâu cũng vậy, thì anh em cố gắng chọn những cái nơi nào mà tin tưởng, nhất là dòng Bridgestone của mình, mặc dù nó dễ sửa thiệt nhưng mà đúng nghĩa là không phải ai cũng sửa được, và không phải ai cũng đặt cái tâm của mình vô người thợ đó để mà sửa chiếc xe cho anh em cả. Thì cái clip này thực sự mình nói luôn, con xe á, nếu như mà anh em sửa không kỹ và anh em cái thợ đó còn không có tâm á, thì đồng nghĩa với cái việc gọi là tính mạng của anh em thì đang bị đe dọa khá là nhiều khi mà anh em chạy chiếc xe đó, đúng không? Rồi chi tiết nó là như thế nào thì mời anh em theo dõi cái clip này nha. Vô. Rồi nè, rồi chào anh em. Thì hôm nay mình nhận được cái xe của khách đấy. Tình trạng lúc ban đầu là xe khách kêu ha, rồi chảy nhớt. Thì mình quan sát từ bên ngoài, mình thấy ở phía trong hai cái khía lồng này nó có hai cái lỗ, nó chảy nhớt ra đây. Thì để mình giải thích cho anh em nghe. Để lần sau mình chỉ là thợ thôi, thợ bình thường, thợ của bắp thôi, nhưng mà cái này là cái mà gọi là cực kỳ căn bản, cũng như là cái độ an toàn của khách khi mà người ta chạy trên đường. Cái này là tính mạng của người ta nha anh em, cho nên là anh em làm để cái tâm vô xíu. Mình không bóc phốt bất cứ ai hết, nhưng mà cái này mình thấy không đồng ý. Thứ nhất, thay vì xin cam nó kêu, nó giãn quá nó kêu đúng không, đó nó tạo ra cái tiếng kêu nó dỗ nè, thì anh em thay cho khách thì nên thay xin cam. Chứ còn thêm cái này nữa, nó đã gãy, nó gãy hai cái chốt bám vô đây nè, đó thì cái này nó sẽ tuột xuống dưới. Thì anh em mua cái thanh dẫn sinh cam này á, thợ gọi là con thằng lằn á, nó không có nhiều tiền á, anh em thay cho người ta. Chứ còn bây giờ mà tôi mở ra tôi thấy xong rồi anh em lật ngược lại về để ăn gian cái độ mà tăng cam lên của nó, thì cái con này nó lú lên tới cái bánh cam ở trên đây luôn, cái bánh cam ở trên đây nè, này nó lú lên tới trên đây như vậy nè, hỏi anh em sao không kêu đó mà vẫn cắn vô được, tôi cũng nghĩ sao luôn nữa. Rồi nếu mà nói gãy á, mà không thay không biết á, thì cũng không đúng nè. Thấy không, anh em nhìn kỹ nha, đây là cái dấu mà đưa vô máy để mài nè, mài cho nó bằng đó. Rồi xong này, keo dán ron nè, thấy không, tức là mở qua lăng lửa ra, xong rồi là chích keo AB vô cố định ở trong cái thành của qua lăng lửa, để cho cái con thằng lằn này nó đừng có tuột xuống. Thì tôi không biết anh em học như thế nào, ở đâu ai dạy anh em, nhưng mà cái người thợ mà làm cái việc này á, tốt nhất á là một nên đi học lại, hai á là nên bỏ cái nghề đó đi. Cái nghề này là hại người ta chứ không phải là làm cho người ta đâu nha, coi lại cái lương tâm mình để đâu đi đã. Rồi tôi không nói đích danh cái cửa hàng nào, nhưng mà tôi nói chắc chắn là một số anh em sẽ biết, nếu mà tôi đặt cái bảng số xe này lên là anh em biết liền. Nhưng mà thôi tôi không có nói, tại vì cái này là cái nghề nghiệp của mình không có nói được ha. Cái nguyên tắc nó vậy, tôi không chỉ trích ai đó. Thì tốn kém thì anh em làm xe chắc chắn tốn kém rồi đó, nhưng mà anh em nên làm như thế nào để an toàn cho người ta. Ví dụ cảm thấy làm được thì làm, không được thì nói anh ơi em làm không được. Chứ đừng có chế cháo kiểu này, người ta chạy rồi lỡ người ta lúp bê nước, cái ba vớ nó tràn vô rồi
xong rồi nó ngạt đường nhớt rồi lớp bê bê tông người ta sao đó. À, để xem nào, mở ra nhìn kỹ nha. Rồi chưa, còn nữa, mở ra xong rồi á, thay vì á là thay cái bộ bạc cho khách cũng không nhiêu tiền đâu, nhưng mà không nghe bộ bạc nè đấy, cho nên là nhớt lòn lên tới trên đầu, khối ra mịt mù giống như Đà Lạt vậy đó. À, để coi còn gì nữa không. À, chơi mà còn quay ngược cái đầu này lại nữa, không biết để làm gì nữa nè. Thôi chỉ nói ngắn gọn là vậy thôi ha. Thay con này nhiêu tiền ta, như là trăm mấy à, tới chứ mà 200 mấy gì đâu đó, đó. Nói chung anh em bỏ ra mấy trăm ngàn thay cây này, tính luôn công cán này nọ chưa tới triệu bạc nữa, mà anh em đánh đổi cái sự an toàn này anh em đưa cho khách làm. Rồi bây giờ nè, cái hậu quả để lại anh em nhìn vô đây, cái đèn tôi đội cho đâu rồi, cái đèn đâu rồi ta, được quá. À, đấy, thấy hai cái lỗ ở trong đây không? Ngay đây nè, thấy hai lỗ nhỏ đó, đó, hai cái lỗ nhỏ nhỏ này nè, đó là nó mòn cái lồng tới mức độ mà nó xuyên qua đây, nó chảy nhớt ở ngoài bên ngoài đây luôn nè. Đó, bây giờ khách phải thay cả cái lồng, chứa lồng rồi xong bít tông bạc nữa đó. Còn nếu mà giải thích thì đây, nhìn vô cái lồng mới nè, cái đường dẫn sinh cam người ta rất là dày đúng không, rất là dày, rất là thẳng luôn nè, nhìn thấy không. Còn cái này nó khuyết tới mức độ mà phải chảy nhớt ra ngoài, có nghĩa là nó quá nhiều rồi, quá lâu ngày rồi mà vẫn để cộng sinh cam về để đi không thay cho người ta, mà lại đi lật con thằng làm lên để làm cái gì nha. Nên đi coi lại cái lương tâm mình để đâu đã. Rồi sau khi anh em coi clip thì không biết nhận định của anh em như thế nào nha. Còn riêng với Lát thì Lát vẫn muốn nhắn nhủ với anh em là mỗi lần mình đi ra ngoài sửa xe thì anh em cố gắng chú ý, phải là chọn những nơi nào anh em tin tưởng nhất. À, hoặc là chỗ nào uy tín nhất, hoặc là qua bạn bè giới thiệu gì đó thì anh em mới biết được cái chỗ đó uy tín đúng không, thì anh em cố gắng đừng đến những nơi mà chỗ lạ. Thì đối với trên diễn đàn của Bristol cũng vậy, còn đối với những xe khác thì mình không biết, nhưng mà đối với trên của Bristol á thì anh em có thể tham khảo nó trực tiếp, nó ở trên những cái group cộng đồng á thì họ vẫn sẽ chia sẻ cho anh em biết thì những nơi nào để mà anh em có thể gọi là tin tưởng nhất để anh em giao con xe của mình để cho họ sửa đúng không. Thì không phải là Lát hay chạy qua B2A Bủ Long hay này nọ, hoặc là mà Nguyễn Văn Luân này nọ là Lát PR cho họ đâu, thì sự không, mình không có làm ở bên đó, mà mục đích mình vẫn nói đi nói lại đó chính là mình muốn tìm những cái nơi nào mà đủ tin tưởng, và cũng như là những trải nghiệm của mình tốt thì mình chia sẻ đến những anh em nào mà đang chạy trong cái cộng đồng của Bristol, những anh em nào mà quan tâm đến dòng xe Bristol đó, có hoặc chưa có cũng vậy, thì đây cũng là điều nha, Lát mà cũng nhắn gửi đến cho anh em, hãy cố gắng cẩn thận hơn nha. Clip đến đây có lẽ là hết rồi, thì không biết cảm nghĩ của anh em sau khi xem cái clip này sẽ như thế nào thì anh em để lại bình luận bên dưới cho Lát biết nha. Rồi thì hy vọng là sắp tới, à quên nữa, là hiện tại là Lát đang cố gắng hoàn thiện những cái clip sau, đó chính là review cho những con gọi là BX250 và cũng như là BX150 mới, thì anh em cố gắng theo dõi Lát nha, nhấn subscribe để anh em theo dõi cũng như là nhận những thông báo mới nhất của Lát nha. Thank you anh em.